Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến các bạn cùng mở bức tranh mẹ nàng công chúa cùng tôi mở với mình nhé. Mái tóc mình sẽ có màu vàng, chứ vậy mình sẽ có màu xanh lam biển.
nói về là mình đã tô màu xong mới xe nhảy trên gương nàng công chúa. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào.